Xem tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 tháng 4 âm lịch năm 2022, được lộc trời cho giàu sang phú quý nếu biết điều này. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Ất Dậu luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung, độ lượng. Họ sẵn sàng trao niềm tin của mình cho người khác. Và điều đó thì đôi khi khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng mà mặc dù có trải qua rất nhiều những nỗi buồn phiền, đau khổ, thì những quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu vẫn luôn rất giàu lòng vị tha và luôn sẵn sàng bao dung, tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ người khác của bản mệnh mà ông trời đã ưu ái cho tuổi Ất Dậu trong tháng 4 âm lịch này. Trong tháng 4 âm lịch này, bản mệnh luôn được xuôi trèo, mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui và vận cát nhiều hơn hung. Sự nghiệp luôn luôn thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn ùn kéo đến về đầy nhà, tiền đến mỏi tay không hết. Vậy thì trong tháng 4 năm 2022 âm lịch, vận trình của những người tuổi Ất Dậu như thế nào, công danh tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, mệnh thủy, tuyền trung thủy, nước trong suối. Người tuổi Dậu khá biết cách ăn mặc, không quá trau chuốt nhưng rất chỉn chu. Người tuổi Dậu là người khá quan trọng về bề ngoài. Họ dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân. Có những người tuổi Dậu rất hài hước, năng động, hoạt bát và mạnh dạn trước đám đông. Người tuổi Dậu là những người sống tích cực, có nguồn năng lượng dồi dào, giỏi về ăn nói. Họ rất giỏi trong các vấn đề mày mò và tìm hiểu mọi thứ tường tận. Họ thích nghiên cứu và am hiểu chuyên sâu nhiều thứ. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều là những người rất quyết đoán, nhạy bén, biết cách bộc lộ bản thân. Họ không bao giờ chần chừ trước cơ hội mà nắm bắt tất cả. Tính cách của người tuổi Dậu khá cục tính, họ không quá ngọt ngào, lãng mạn mà mang chút kỳ quái. Dù là vấn đề gì, họ cũng là người ưa tranh luận để tìm ra chân lý, có tính cố chấp và khăng khăng cho là mình đúng, nên đôi khi cũng hay để vụt mất cơ hội. Họ là người dễ nhận thấy sai lầm và khuyết điểm của người khác bởi sự tinh ý và tinh tế trong ý thức, nhưng lại không chịu chấp nhận cái sai của mình mà cố chấp một chút bảo thủ với định kiến bản thân. Đa phần các bạn tuổi Ất Dậu vẫn đang trong độ tuổi đi học, chưa có nguồn thu nhập riêng. Dù có đi làm cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nên nhìn chung chưa có nhiều đột phá trong tháng này. Một số bạn có thể tranh thủ các kỳ nghỉ để đi làm thêm, nhưng quá trình tìm việc nhất định phải cẩn thận bởi nguy cơ bị lừa gạt, lợi dụng khá lớn. Phương diện học tập cũng không quá lý tưởng. Bạn cảm thấy thiếu động lực và rất dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài khiến đầu óc mất tập trung. Có bạn lại chểnh mảng việc học do dành quá nhiều thời gian cho chuyện yêu đương, hẹn hò. Đây chính là vấn đề cần hết sức tiết chế. Việc học vẫn là mục tiêu quan trọng mà bạn cần phải hướng tới trong tương lai gần. Đừng để công sức đèn sách bấy lâu đổ bể khi không thể thuận lợi tốt nghiệp. Khi đó sự phát triển sau này của bạn cũng đầy rối ren. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp Ất âm mộc nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Ất Dậu cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng, có tiểu nhân quấy phá sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Ất Dậu tháng 4 âm lịch năm 2022 cho thấy tình hình học tập không được khả quan. Do hung tinh tác động mạnh, bản mệnh rất dễ suy nghĩ chủ quan, tâm lý dễ bị dao động, thiếu tập trung trong học tập nên ảnh hưởng đến thành tích hiện tại. Hơn nữa, tâm lý ham chơi vẫn quá nhiều cám dỗ khiến bạn có không ít thời điểm bỏ bê việc học hành để chạy theo sở thích. Các bậc phụ huynh nên quan tâm sát sao và đốc thúc con kịp thời. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Ất Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
đa phần người tuổi Ất Dậu đều vẫn trong giai đoạn được gia đình bao bọc nên không gặp áp lực kinh tế, tài chính được đảm bảo. Tuy vậy, bản mệnh không tránh khỏi những lúc cảm thấy bí bách khi không được tiêu xài theo ý muốn hoặc phải dùng tiền tiết kiệm để phục vụ nhu cầu cá nhân của bản thân. Bạn nên hỏi ý kiến của cha mẹ trước khi tiêu khoản tiền lớn. Nếu là lý do chính đáng, cha mẹ sẽ ủng hộ và giúp đỡ bạn phần nào. Nếu đã đi làm, các bạn có thể cân bằng lại các khoản thu chi để tăng số tiền tiết kiệm lên. Điều này rất hữu ích cho tương lai sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì quá đáng lo ngại. Vì vẫn đang ở độ tuổi ăn tuổi lớn nên vấn đề dinh dưỡng rèn luyện thể chất là được. Tuy nhiên, có nhiều hung tinh xung chiếu cần đề phòng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông trong năm. Chú ý khi di chuyển đi lại, giữ an toàn giao thông, nếu không trường hợp xấu là bạn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra bạn cũng nên chú ý chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tự tạo áp lực cho tinh thần của chính mình. Đề phòng những bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa và cũng nên dừng ngay việc thức quá khuya và ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn. Đó chính là nguyên nhân chính khiến cơ thể bản mệnh tích tụ bệnh tật, giảm sức đề kháng. Các quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 4, trên phương diện tình cảm, bản mệnh nên lưu ý hơn đến các mối quan hệ của mọi người xung quanh. Đặc biệt là với bạn bè, có rất nhiều mâu thuẫn hay xung đột xảy ra. Nếu không khéo léo, bạn bè trở mặt thành thù, không vui chút nào. Tính tình mệnh chủ có phần cố chấp, ngang ngạnh, tính tự tôn cao, không giỏi giao tiếp, dễ xảy ra tranh chấp với người khác chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Mâu thuẫn không được giải quyết dứt điểm, cứ cháy âm ỉ khiến đôi bên rơi vào tình trạng chiến tranh, tình cảm lứa đôi sứt mẻ, tình bạn bè thân thiết đến đâu cũng có thể sụp đổ vì cái tôi của mỗi người quá cao. Người độc thân không phải không có cơ hội làm quen với người mới, nhưng mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Bản thân bạn cũng vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào tình yêu. Thường suy nghĩ theo kiểu tới đâu thì tới, vì vậy có nhiều khi cơ hội ở ngay trước mắt nhưng lại hời hợt bỏ qua. Tuy nhiên, ở độ tuổi này của các bạn, việc học hành vẫn là ưu tiên hàng đầu, đừng quá tập trung vào tình yêu mà làm ảnh hưởng xấu. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022. Tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hòa, tháng Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 4 năm 2022. Tức ngày 2 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 4 năm 2022, tức ngày 14 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lâu Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 4 năm 2022, tức ngày 26 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 4 năm 2022, tức ngày 3 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ.
ngày âm lịch, ngày 15 tháng 4 năm 2022, tức ngày 15 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 4 năm 2022, tức ngày 27 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Ất Dậu trong tháng 4 âm lịch, và chắc hẳn quý vị đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình. Quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin mến chào và hẹn gặp lại!